Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 54. Có công đoạn này xác thực những đức dẫn dắt để chúng ta học tập. Quý vị thấy những đức đang nổi cái một mụn ở trong cái này đúng không? Khi nổi mụn này là phía sau lưng này nè, nó cũng nổi một giống gì luôn. Nhưng mà cái mụn mà trước mặt những đức thì những đức cứ ưa để ý đó lắm. Cái mình vô phòng mà mình soi gương mình nhìn nó hoài, mình mong nó mau tiêu đi. Trước mặt mà thì nó thấy nó càng ngày càng đỏ, nó không tiêu. Mà cái mục mà sau ót á, mà nó hơi kỳ mồ, sau ót ai đâu thấy, không cần để ý tới chi cho nó mệt. Thì lặn mất tiêu, nó cùng lượt luôn. Mà phía sau ót lặn mất tiêu, còn trước mặt mình thì nó giờ nó vẫn còn đỏ. Thì tự nhiên như thức ngồi, thức suy nghĩ đó này. Đúng rõ ràng. Nếu như mình niệm có Phật hiệu, mình chỉ để ý niệm Phật thôi, còn vọng tưởng nhiều ít mặc kệ, mình không quan tâm tới. Thiện ác mặc kệ mình không để ý tới, thì nó tự đến tự đi. Đúng rồi. Thì giống như sao ót, giống như vọng tưởng đi, như đứa không quan tâm tới đó. Còn cái trước mặt mình nè, mình thường cái chú ý nó hoài thì nó tồn tại quý vị. Thì cái đạo lý đơn giản gì thôi thì rõ ràng rồi. Nếu như mình là người niệm Phật mà mình lên công phu hay mình niệm Phật gì, vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm gì mặc kệ mình không quan tâm, mình chỉ cần niệm Phật thôi là vọng tưởng tự đến tự đi. Tại vì mình chú tâm ngay câu Phật hiệu thì tồn tại là câu Phật hiệu. Mình niệm lâu ngày rồi mình luyện câu Phật hiệu này trở thành công phu luôn. Là đắc lực, là có nghĩa là chú tâm niệm Phật được. Những vọng tưởng thiện niệm ác niệm nhiều ít chúng ta không có còn bị nó buộc ràng bám víu. Vậy thì mình niệm Phật tự tại an lạc liền quý vị. Rất rõ ràng luôn. Từ một mụn thôi những đức cũng thấy ra rõ ràng. Thì ra tổ sư dạy mình chân thật áp dụng đi quý vị. Mình cứ lo niệm Phật, vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, cứ lên tu một thờ hết lòng hết dạ vậy là được rồi. Lâu ngày vì tu tự nhiên thấy an lạc. Nhớ. Nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta chỉ cần tín nguyện niệm Phật. Còn chừng nào Phật A Di Đà đến rước chúng ta thì chừng đó chúng ta đi theo Ngài. Còn mỗi ngày chúng ta cứ niệm Phật, chỉ có đúng một cái nguyện là nguyện cầu sanh cực lạc, rồi cứ niệm Phật gì được rồi. Chứ đừng có nặng nề trông chờ hoặc là phiền não sao lâu quá Phật A Di Đà không đến rước con. Lúc khỏe thì cứ bình thường không sao, nhưng lúc bệnh đau khổ gì cái là Phật ơi sao Phật không đến rước con đi, Phật để con khổ dữ gì Phật, Phật không thương con sao Phật, mình còn trách Phật. Mình cứ niệm Phật đi, dù bệnh đau, thân thể đau bệnh gì, mình cứ niệm Phật đi. Chừng nào Phật đến rước mình thì lúc đó mình đi theo. Chừng nào Phật đến rước, Phật sắp xếp rõ ràng hết. Mình đừng có đặt vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ. Lúc mình khỏe thì bình thường, lúc vui thì mình phát nguyện chưa mạnh đâu. Nhưng lúc mình khổ đau cái gì hoặc là bệnh đau gì cái là mình kêu cầu mong Phật rước mình đi, đặng cho mình đừng có bị khổ đau nữa. Đó là mình muốn trốn tránh quý vị, hiểu không? Mình muốn trốn tránh. Nên chúng ta là người tu nghe những công đoạn này nó xác thực, nó gần gũi nhất luôn, cho bị dễ hiểu nhất. Nên nói niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm, đúng rồi. Cứ lo niệm Phật là được rồi. Nên có một câu nè: niệm Phật là phương pháp rửa tâm rửa thân. Tâm chúng ta phiền não tham sân si bị dơ, thân chúng ta thì ung thư bệnh này bệnh kia bệnh nọ bị dơ. Mà cái công năng niệm Phật á, là nó tích tụ nguồn năng lượng. Cái công năng niệm Phật nó giúp cho thân tâm được sạch. Giống như nhà khoa học ông Giang Bổng Thắng, hồi tối như thế có kể, ông là nhà thí nghiệm. Ông rủ 100 người đi đến một cái hồ nước bị hôi thối, đi vòng vòng cái hồ phát thiện niệm. Vì mà 2-3 ngày gì đó thì cái hồ nước đó, nước nó không còn hôi nữa, giảm tối đa cái độ hôi luôn. Ông muốn sạch nước luôn quý vị. Thì ông thí nghiệm ra rõ ràng, ông nói rằng như vậy thì mỗi một con người mà thân thể bị ung thư, bệnh này bệnh kia, nếu như thường phát thiện niệm, mà thiện niệm lớn nhất là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm, thì chắc chắn rằng nhờ cái thiện niệm này nó giúp cho tất cả những tế bào bị ung thư hoặc là những cái bệnh tình trong cơ thể tự hết. Tại vì cái hồ nước giống như ung thư đi, mà phát thiện niệm mà nó còn nước sạch. Vậy thì con người chúng ta thường phát thiện niệm, thường niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, thường vui, thường an lạc, thường cười, thường sanh tâm hoan hỷ, không buồn giận ai để trong tâm. Vì thì bệnh đau nó tự hết quý vị. Mà con người mà tâm như vậy, bệnh đau cũng dễ trị nè. Còn con người mà tâm câu có, bực mình, khó chịu, giận hờn, trách móc, con người này bệnh này vô phương trị đi. Đây là tâm nhiễm độc. Tâm nhiễm độc thì phải chuyển tâm. Nên tất cả những người bệnh đau nghe câu này nhớ nghe. Thân thể đã bệnh đau rồi mà còn câu có, khó khăn, bực bội, người ta chăm lo mà cho mình, mà mình còn chửi mắng la gầy là quý vị chết, đi đọa lạc luôn. Nhớ nghe, chết thì còn đi đọa nữa. Cơ thể bệnh đau rồi mà không có biết thân phận, bệnh đau là do từ nghe tâm tham sân si, chăm chích câu có khó chịu mà nó ra. Có một cái chú này, ông gặp Như Đức, ông nói nè, rõ ràng con nghe thầy giảng, con nói 100%. Đúng rồi thầy ơi. Chính bản thân con này thầy, con lúc chưa học Phật nghe thầy, con là người thích đi châm chích người khác và đi gom góp lỗi lầm người ta, đi nói đầu này đầu kia, không có cái tâm tốt. Không phải giúp người ta mà là cái tâm muốn hại người ta không. Rồi tuy là con thường nói con là người thật, chân thật, nhưng mà con lại làm cái mà cho người ta không vừa lòng, không vừa ý. Mọi người ta không ai ưa con. Thì thầy biết rằng con bị cái bệnh là con nói chuyện cái hơi con nó hôi. Nó hôi kinh khủng luôn. Rất nhiều người nói trời ơi, đến gần chú nói chuyện nghe không nổi, chịu không nổi. Hỏi sao rồi? Cái hơi chú nó bốc ra hôi quá, kinh khủng lắm. Thì lúc đó con hỏi là hôi cỡ nào? Họ nói hôi thúi còn hơn cái mùi lỗ cốc. Kinh khủng không? Có nghĩa là cái mùi nó hôi thúi, nói ra nó bốc ra. Sau này khi ông nghe mình giảng một câu ai Phật niệm đến cùng, từ đó về sau ông dùng cái miệng ông lo niệm Phật. Ông có đi chăm chích người này người kia, ông không có mang cái ý niệm đi trù dập ai. Thì ông nói rằng là trong vòng nửa năm sau thì rất nhiều người nói với ông rằng ủa sao chú bây giờ nói chuyện cái hơi nó không còn hôi thối gì nữa hết. Thì ông nói rõ ràng 100% có thể chuyển nghiệp. Đi chăm chích, đi câu có, đi nói này nói kia người ta, dùng cái miệng mà chửi rủa hung bạo dữ dằn, thì tự nhiên nó thành khẩu nghiệp. Và cái hơi mình mà khi mình nói chuyện cái hơi nó bốc ra thúi. Còn khi ông lo niệm Phật, ông giữ tâm an định, thì tự nhiên chuyển cái nghiệp cái hơi bốc ra hết thúi. Kinh không? Có nghĩa là người mà nói chuyện mà miệng hôi thúi thì quý vị niệm Phật sẽ hết. Nó nói niệm Phật có thể tiêu túc nghiệp. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Dùng câu Phật hiệu này rõ ràng, niệm Phật là phương pháp rửa tâm rửa thân. Hữu hiệu lắm quý vị, rất là hữu hiệu. Có một cái chú này, ông bị bệnh hôi nách, nó hôi kinh lắm. Nói rằng là vợ của ông nói em làm vợ anh mà giết mà giống như quen rồi mà chịu không nổi. Đến gần anh mà cái mùi hôi trong nách ông anh nó bay ra, cái mùi hành tỏi gì đâu mà cái mùi nó tanh rình, chịu không nổi. Mà sống bao nhiêu năm nay mà chịu vẫn không nổi, đúng là gán chịu đựng kinh khủng thiệt, chịu không nổi. Bởi vì anh đi đâu đi em không lo, tại sao đến gần mùi phụ nữ nào mà chịu nổi, hôi, quá hôi. Mà ông nói rằng là ông niệm Phật, lễ Phật trong vòng 1 năm giờ, chân thật nhiệt tình. Vợ ông nói, ủa bây giờ anh sao? Cái mùi nách anh nó đỡ hôi nhiều vậy lắm à? Nó không còn hôi bao nhiêu nữa hết. Quý vị coi, phải niệm Phật, lễ Phật có thể tiêu tốt nghiệp thấy không? Đó là hôi miệng nè. Ta dùng bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu kem đánh răng luôn, ta đánh mà vẫn hôi là hôi, thúi là thúi. Rồi hôi nách, quý vị biết dùng bao nhiêu loại để thoa lên mà hôi nách vẫn là hôi nách kinh lắm. Mà hôi, có những người hôi rình. Quý vị biết rằng là những đức hồi đó ngoài đời ăn thịt uống rượu nhậu nhẹt hư hỏng, mồ hôi như đức nó rít như là nhớt. Mồ hôi người ta thì nó chảy ra bình thường, mà mồ hôi như đức nó rít như nhớt, nó chảy ra nó rít rít rít, nó kẹo 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 như nhớt, như nhớt luôn. Rồi là áo quần nó thâm mục hết luôn, ghê gì như nhớt, ghê lắm, dơ lắm. Quý vị biết rằng là rồi thêm cái nữa làm những đức bị bệnh nhức sống. Bây giờ những đức cũng lâu lâu nhức sống nha, nhưng ít lắm. Ngày xưa cái năm mà những đức khoảng cỡ 22-23 tuổi, tại lúc còn nhỏ Giác Công Đoàn bị đau ghim sống, 22-23 tuổi là như không bao giờ ngồi mà được nửa tiếng ngồi. Nó đau trên sống kinh khủng lắm quý vị. Như vậy mà những đức khi vô trong chùa, những đức niệm Phật, lễ Phật trong vòng 1 năm là quý vị biết rằng là cơ thể như đức thay đổi lạ thường. Mồ hôi như đức nó chảy ra là nó trong như nước vậy, nó không có còn kẹo như nhớt. Và xương sống những đức đỡ đau tối đa luôn. Đây là rõ ràng 100% xác thực luôn. Có nghĩa là niệm Phật, lễ Phật mỗi ngày, rồi ăn chay phóng sanh, thì cơ địa vì sẽ thay đổi rất lạ thường luôn. Thay đổi liền. Một con người tướng xấu niệm Phật, lễ Phật viết từ từ sanh tướng đẹp. Một con người gương mặt nhìn người không có đẹp xấu, mà niệm Phật, lễ Phật từ từ đẹp. Cái phúc đức quý vị, tại vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, cái phúc đức nó tô điểm cho thăng tướng được đẹp nhớ. Nên tất cả những người ung thư hay bệnh này bệnh kia bệnh nọ mà bác sĩ chạy rồi, quý vị nghe câu này các quý vị nhớ niệm Phật đi. Bây giờ quý vị bác sĩ cũng chạy rồi, bác sĩ bó tay rồi. Tại vì nói đây là nói những người mà chữa bệnh đầu này đầu kia đầu nọ. Như đức nói nhà đã nghèo rồi, bệnh đau còn đi đầu này đầu kia chạy chữa. Nghe nói thầy bà gì chạy chữa tá lả âm binh. Những đức nói quý vị ở tại nhà vì niệm Phật đi, thì nghe lời những đức chân thật mỗi ngày niệm Phật đi. Rồi nếu mà bấm mạng lên coi được mỗi ngày, vì cứ nghe những đức giảng pháp. Rồi á, coi những bài giảng chủ nhật đồ, những bài giảng ở chùa mình đồ, vì coi đi, lễ rồi đó vì coi đi. Rồi bị vui vẻ rồi cơ thể bị sẽ thay đổi liền. Rồi vì niệm Phật tiếp tục. Nghe rồi niệm Phật rồi vui vẻ, lạc quan, rồi quý vị sẽ thấy cơ thể bị thay đổi hoàn toàn. Có nhiều người nói rằng đức là ở ngoài đời ăn không được, ngủ không được. Lúc trước có nặng nề đầu óc mà tò, nó nặng nề, đừng có nói nó có người nó cứ bằng thằng. Như vậy mà nghe mình giảng pháp nè, vui nè, rồi niệm Phật nè, lễ Phật nè, như vậy mà ăn được ngủ được, thoải mái tâm trí luôn. Đây là 100% rất nhiều người áp dụng luôn. Thì biết một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà trong khi những đức giảng pháp là những đức dẫn dắt những câu chuyện không à, toàn là những câu chuyện trong Phật pháp không quý vị, những câu chuyện nhân quả đâu cho quý vị nghe. Nghe vừa vui nè, mà cái cơ thể, cái tâm trạng quý vị nó lại được thay đổi nữa chứ. Nó được cởi mở tâm tư. Đây mới là cái chỗ đặc biệt của bị cười nữa. Một nụ cười 10 thang thuốc bổ. Bị cười nữa, bị coi bổ biết bao nhiêu nói chưa. Nên những đức nói cái người bệnh đau mà nằm rên rỉ, quý vị nghe những đức giảng đi. Tại những đức giảng rất là vui. Rồi bị nghe, rồi bị niệm Phật đi. Nằm đó cứ niệm Phật đi, đừng có buồn trách người này sao không thăm tôi, người kia không thăm tôi. Lúc đương thờ hết người này thăm tới người kia thăm. Bây giờ bệnh đau mọi người bỏ tôi, mọi người đúng là xấu xa, mọi người không đúng này kia được. Đừng có nói gì nữa, bỏ đi. Mình giờ bệnh đau rồi, ai thăm thăm thì thôi, mình niệm Phật đi. Rồi nghe những đức giảng quý vị sẽ thấy cái lợi ích. Lợi ích cực kỳ lớn. Quý vị đem cái bài giảng này nè, bị gỡ cho những người thân mà bệnh đau mà câu có khó chịu bực bội đó. Quý vị đã câu có khó chịu bực bội, cơ thể bị đã bệnh rồi. Quý vị biết rằng cái hồ nước nó bị hôi thối, người ta dùng thiện tâm nó còn sạch. Bây giờ mình bị ung thư bệnh này bệnh kia rồi, mà mình không chịu dùng thiện tâm niệm A Di Đà Phật, nghe pháp vui vẻ hoan hỷ, người ta chăm lo cho mình hoan hỷ, mình cảm ơn, thì cơ thể quý vị, tế bào vì sẽ lành mạnh tốt đẹp lại. Còn bây giờ cơ thể đã bệnh là từ ngay sân si khó chịu bực dọc chửi mắng mà sanh ra cơ thể bây giờ bệnh hoạn, ăn thịt chúng sanh bệnh hoạn. Bây giờ tế bào bị ung thư, bị bệnh này bệnh kia rồi, vậy mà bây giờ còn sân si, còn bực bội, còn khó chịu, người ta lo cho mà còn chửi mắng người ta nữa. Có nhiều người đã bị tai biến rồi, nó méo miệng, nó giật tay giật chân, nó liệt giường liệt chiếu, vậy mà còn cái miệng không mà còn chửi. Kinh không? Quý vị biết rằng mình khi sân si mình chửi ai một chút thôi mình nó mệt mỏi căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên, ốp căng thẳng, không chi mà giờ thân thể bệnh đau rồi mà còn chửi người ta, nó còn khó chịu bực bội nữa. Vì muốn chết để đi đọa lạc, không biết thương mình vậy chứ, thấy không? Nghe gì rồi nhận thức đi, dễ tính lại, vì thử dễ đi, vì thử vừa lòng vừa ý rồi niệm Phật rồi nghe như Đức giảng đi rồi vì sẽ thấy lợi ích à. An lạc tự tại liền với đâu. Niệm Phật là phương pháp rửa tâm rửa thân, nghe quý vị nhớ nghe. Nhiều Phật tử như Đức hướng dẫn, mà khi bệnh đau này kia nằm trên giường đồ kia mà cũng vẫn vui vẻ hoan hỷ an lạc. Chứ không vui vẻ an lạc làm gì? Không lẽ bực bội mới ngu. Bệnh đau rồi tật nguyền, bị này bị kia rồi bây giờ còn buồn nữa thì được cái gì? Buồn có giải quyết được vấn đề không? Buồn giải quyết được gì chứ? Không có được lợi ích gì chứ. Bây giờ ví dụ như mình đang khỏe mạnh, vừa tự xe đụng cái rầm gãy cái chân, tàn phế. Bây giờ bản thân chúng ta rầu rĩ muốn tự tử cũng không được cái gì. Sống những ngày tháng khổ đau làm gì? Tại sao bây giờ chúng ta không tiếp nhận Phật pháp đi? Nghe pháp đi để hiểu sâu nhân quả, rồi niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Tuy tật nguyền nhưng mà mình vẫn sống lạc quan chứ có khổ đau gì. Bây giờ tật nguyền cũng đã tật nguyền rồi, bị bỏ rơi cũng bị bỏ rơi rồi, khổ cũng khổ rồi, nghèo cũng nghèo rồi. Hoặc là một con người này học hành giỏi vô cùng, rất là giỏi, tự nhiên bị tai nạn một cái tàn phế, nghỉ học luôn. Giống như nói về câu thế gian, cuộc đời người này bỏ phế. Khỏi cần lo, cứ niệm Phật đi, nghe pháp niệm Phật đi, nó sẽ có những cái phát sinh mới lạ cho quý vị. Như chàng nít cụt tay cụt chân, lúc còn nhỏ cũng nhiều lần muốn tự tử, sau này đọc sách người xưa nên cởi mở tâm tư. Ông dùng cái năng lượng cuộc sống của ông để đi truyền tải cho người. Ông đi đến đâu, trường đại học, chỗ này chỗ kia, nhiều quốc gia trên thế giới, ông đến ông giảng thuyết cho những trường đại học, cho sinh viên đồ nghe. Ông truyền tải tư tưởng lành mạnh, những tư tưởng năng lượng cho người. Khi coi ông là tự nhiên ta phát năng lượng cao. Tại vì sao? Vì ông cụt tay cụt chân mà ông vẫn sống lạc quan, sống rất là vui vẻ tự tại. Thấy không? Đây không phải là học Phật gì, cầu giải thoát gì mà ông còn sống được như vậy. Cái nguyên lý nhà Đức nói rất đơn giản cho vị dễ nghe. Bệnh đau bị bỏ rơi, bị cha mẹ bỏ rơi, mồ côi mồ cút từ khi còn nhỏ, đang học hành giỏi, đẹp trai thông minh, đẹp gái thông minh, nhưng bị tai nạn cái tàn phế nằm chỗ. Nói tóm lại là gặp rất nhiều sự cố trong cuộc đời này, những chuyện éo le trong cuộc đời đều dồn đến với mình. Quý vị nghe lời những Đức từ hôm nay lạc quan sống luôn. Dù là nằm đó, ngồi xe lăn, gãy tay gãy chân, cứ là lạc quan mà xong. Rồi quý vị sẽ thấy nhiều người ngưỡng mộ quý vị, nhiều người ta sẽ học tới quý vị. Có chừng quý vị còn trở thành những vị giảng thuyết, du thuyết cho người nghe nữa. Hiểu chưa? Du là đi chỗ này chỗ kia giảng thuyết luôn đó. Tại vì sao? Quý vị có nguồn năng lượng, người ta nhìn quý vị người ta có lòng tin. Người này bị tật nguyền, bị bệnh đau vậy mà đứng vững được bằng nội tâm an lạc tự tại để mà sống vui vẻ tự tại, vô cùng ngưỡng mộ họ, đúng không? Mình là người nghe đạo rồi vì tuyệt đối không bao giờ nặng nề buồn phiền khó chịu bực dọc gì, khỏi đi. Người trong nhà thương mình hay ghét mình, không vừa lòng không vừa ý gì mình, quý vị hãy giữ cái tâm quý vị cho sống cho đặc biệt, niệm Phật đi, rồi nghe pháp gì nó cởi mở liền. Dạy gì đi nặng nề, người ta bỏ trắc độc cho mình đi ôm độc mà. Người ta bỏ trắc độc cho mình buông ra liền. Người ta nói mình này kia, mình buông ra liền. Bên này nó xuyên bên này, kệ người ta nói, giống như ngước mặt lên chờ phun nước miếng chưa đến chờ để văng vào mặt họ. Nên đi chỉ trích người này, chỉ trích người kia, đi gom nhặt này cái nọ, đi lụm lặt điều xấu cái này kia của người ta. Tối ngày đi làm điều đó là đi lụm rác, giống như ngước mặt lên chờ phun nước miếng chưa đến chờ quay chúng vào mặt mình. Tự làm tự chịu, quý vị nhớ. Nên chúng ta mỗi ngày nghe gì rồi tâm tư nó cởi mở hoàn toàn luôn. Tâm tư nó cởi mở hết luôn. Những Đức thấy chùa mình thiệt là đông người mà ai cũng vui vẻ tự tại là gì sao? Cởi mở tâm tư, sống bình an. Tâm trạng cởi mở đặc biệt. Nên con người, có những người bị biết rằng nghèo khổ rồi mà cứ oán than cuộc đời, oán than số phận. Chi à? Đó, trong mạng có phước rồi mà bây giờ mình còn oán than số phận chi nữa. Do mình không tu phước mà mình chịu chứ gì mình oán than số phận cái gì. Phật dạy là bạn tu phước thì bạn giàu sang, bạn thí pháp thì bạn thông minh trí tuệ, bạn hiểu biết cái gì bạn chỉ dạy người ta là thí pháp đó, những điều tốt. Chứ bây giờ quý vị biết làm heo chỉ người ta đi làm heo là quý vị có tội. Vì là đi quýnh bài, quý vị chỉ người ta quýnh bài là có tội. Vì chỉ người ta những cái việc mà cờ bạc hư hỏng sát sanh là vì có tội. Còn ví dụ như một cái nghề, ví dụ như nghề may đồ hay là những cái nghề lợi ích cho mọi người, mình chỉ người ta gọi là thí pháp, là thông minh trí tuệ. Còn người ta nghèo, người ta khổ, mình có tiền giúp đỡ lo lắng cho người ta, đó là tài thí thì giàu sang. Người đời này sanh ra đời này, dù họ chưa có làm thiện gì mà họ giàu thiệt giàu luôn, là do từ họ bố thí mà ra. Còn ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài, gieo nhân thì gặt quả. Bạn bây giờ bạn gặp cái quả báo làm sao thì bạn biết bạn đã từng gieo nhân gì. Bạn đừng có hờn trách làm chi, bạn đừng có oán than làm gì. Nói tự nhiên, sao không có chuyện tự nhiên đâu. Có những người đang khỏe gì cái tự nhiên nằm đóng, không chấp nhận sự thật. Không chấp nhận thì nó cũng là sự thật rồi. Cơ thể của người mình nghiệp duyên, đến lúc nó đến là nó đến rồi, nó không có báo cho mình biết đâu. Chúng ta luôn luôn cảnh tỉnh mình, khi gặp sự cố gì mình luôn luôn bình tĩnh niệm Phật, đúng không? Thì nghe gì đem bài giảng này đi gửi cho nhiều người đi, bị ung thư bệnh này bệnh kia rồi cho người ta nghe đi. Trời ơi, nằm đó đi rên rỉ làm gì? Ơi đau quá, vì niệm Phật còn hay hơn. Vì thế vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, vẫn tốt hơn. Ơi đau quá, nó không có kết quả gì hết. Niệm Phật vẫn có kết quả thù thắng hơn. Không? Nên người biết niệm Phật là trong mỗi lúc mọi nơi áp dụng niệm Phật vào vị trí luôn. Cắm hoa làm cái thứ gì cũng niệm Phật, nấu ăn lau nhà, độ bô, rửa mông, làm cái giống gì cũng niệm Phật hết trơn. Đem có một hiệu áp dụng vào cái cuộc sống, quý vị thấy vì sẽ lợi ích lớn cỡ nào quý vị. Con cái nói nó không nghe niệm Phật, vợ chồng kình lộn nhau không vừa lòng không vừa ý nhau niệm Phật, bạn bè phản bội cũng niệm Phật, cái thứ gì trở ngại thuận duyên nghịch duyên gì cũng niệm Phật hết, quý vị sẽ thấy lợi ích. Lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nhớ câu nghe quý vị, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiên thành mới chuyển được phàm tâm nghe. Nó nên nhiều câu chuyện như Đức kể cho quý vị nghe đó, thấy không? Quý vị cứ niệm Phật đi. Có khi có những cái món nợ trong cuộc đời này mình trả qua báo, nhưng mình tránh quả báo tam đồ ác đạo. Cái công đức niệm Phật, cái công năng niệm Phật thù thắng lắm. Cái người mà niệm Phật mà không hiểu nguyên lý này đúng là đáng thương thiệt. Mình ở trong cái đạo tràng niệm Phật mà mình không biết trân quý đúng là đáng thương thiệt. Bao nhiêu người già ở đây mà sống bình an gì là nhờ từ đâu niệm Phật. Chúng chùa mình đầy đủ gì là từ đâu niệm Phật. Các cháu nhỏ vô đây có mấy tuần thôi mà gương mặt tươi vui sáng sủa là từ đâu niệm Phật mà ra. Các con nghe nguyên lý này, các con cố gắng niệm Phật đi. Niệm Phật còn có thể giải nạn, niệm Phật tiêu nghiệp giải nạn. Dù cha mẹ mình có thuận duyên hay nghịch duyên, hạnh phúc hay không hạnh phúc đó là chuyện của cha mẹ. Bản thân mình làm con, mình cứ sống cho đặc biệt cho tốt, lo học hành đàng hoàng, chuyện người lớn kệ người ta. Các con bây giờ được tiếp nhận giáo dục rồi, cha mẹ mà không hiểu nói, khi cha mẹ ly dị nhau đồ này kia mà nói ghét cha hoặc ghét mẹ là mình nói cái này không đúng, mình không cãi lại mà mình không làm theo. Bổn phận làm con phải tôn kính cha mẹ, cái chuyện của cha mẹ là chuyện cha mẹ, chuyện mình là tôn kính cha mẹ, là tôn kính cha mẹ. Các con phải nhớ. Nếu như các bé nhỏ ở đây mà siêng năng niệm Phật, cái phước báo của con rất là lớn. Những Đức nói các con đi vô đây, các con thấy các cô mỗi ngày phục vụ chúng sanh quanh năm, ý nghĩa vô cùng. Các cô làm không xè tay lãnh lương gì chứ, mà các cô sống vô cùng thoải mái, vui vẻ, an lạc, tự tại. Bây giờ Như Đức hỏi tất cả các con, các bé nhỏ vô chùa, các con thấy có con vui không? Có con trong chùa vui rõ ràng luôn mà, ăn được, ngủ được, khỏi cần xài điện thoại luôn, cũng an lạc vui vẻ nữa. Đa bằng các con điều dị nên mặt mày sáng sủa. Các con đi soi gương có phải không? Vậy là nhờ từ đâu? Niệm Phật chứ từ đâu. Vậy thì giờ các con biết được điều này, các con về nhà các con cố gắng niệm Phật đi. Niệm Phật có thể giúp cho chúng ta đầu óc được thư thớ, thoải mái. Niệm Phật còn giúp cho cơ thể chúng ta từ dơ giấy hôi hám mà sạch sẽ. Niệm Phật có thể giúp cho các con được sáng sủa, đẹp. Còn các bé con gái thì niệm Phật ăn chay, phóng sanh, con ruồi, con muỗi, con kiến các con không dám giết luôn. Các con tránh được cái nghiệp phá thai. Nhớ nghe, tránh được nghiệp phá thai. Nên cái công đức niệm Phật, ăn chay phóng sanh là cái công đức thù thắng nhất. Nên đại chúng phải siêng năng niệm Phật. Làm việc gì bạn biểu cỡ nào cũng thường bấm số niệm Phật. Bấm số niệm Phật là mót. Không niệm Phật là hại mình. Không niệm Phật là quá dại. Không niệm Phật là quá dại. Trời nước đến chân mới chạy hả? Nhiều bà già không làm được gì. Mình còn trẻ là mình làm được, mình mừng. Cái tâm làm phải sanh tâm, một tâm quan hỷ, cái tâm an lạc, cái tâm tự tại, mừng khi mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Làm bao nhiêu việc này, có nhiều đứa bé nhỏ nhỏ mười mấy tuổi ở trong chùa mình mà các cháu nấu ăn được, làm được việc này việc kia, mừng quá. Lặt cọng rau, rửa rau, chùi nồi, làm những việc công quả trong chùa, đúng là quá mừng. Mừng nhất là làm được việc công quả trong chùa. Còn nếu như mình mà không đi tu, không nghe Pháp, không niệm Phật, mình ở ngoài đời, cỡ nào mình cũng làm vợ người ta, rồi sanh con, đẻ con, rồi phục vụ một gia đình chói buộc mà các con coi. Bao nhiêu người có gia đình khổ đau vô cùng. Nói phải kêu con đi tu hết, đâu phải dễ đi tu đâu. Người đi tu là người phải có duyên lắm. Mà mình phải nghe gì rồi mình phát một cái tâm cho mạnh mẽ. Sống cuộc đời đừng có bỏ tu. Niệm Phật, lễ Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, hiếu với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, biết thương yêu mọi người. Sống có ý nghĩa. Rảnh rỗi đến chùa tu nhân tích đức. Còn người trong chùa này là đại phước báo nhân viên. Đúng là người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm quý vị à. Công đức niệm Phật thù thắng dữ lắm. Đừng bao giờ bỏ có Phật hiệu. Đừng bao giờ nói tôi bận bịu mà tôi không niệm Phật. Quý vị nhớ, siêng năng niệm Phật lợi ích rất lớn. Rảnh rỗi cứ bấm số niệm Phật đi. Bấm số niệm Phật. Người trong chùa buồn giận gì niệm Phật cũng hết. Đừng có mang trong cái tâm trạng nặng nề. Những Đức nói người phụ nữ mỗi tháng có kinh nguyệt này kia rồi, chân thật là niệm Phật đi. Nó cũng không có bao nhiêu, nó cũng không có đau bụng gì nặng nề nhiều nữa. Dịu cái tâm lại. Vì mình đã như vậy rồi mình còn nặng nề cái gì? Nó mau hay là nó lâu kệ nó, mình cứ niệm Phật đi. Mình cứ niệm Phật, lễ Phật. Lễ Phật mà mỏi mệt thì niệm Phật. Giữ tâm trạng làm sao thoải mái an lạc nhất. Chừng nào nó có, không có là thôi kệ nó. Tâm trạng mình lúc nào cũng thoải mái an lạc. Nếu mà mang được cái tâm này thì thôi cuộc đời bị quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nên Những Đức nói cái công đức niệm Phật lớn như lắm. Đại chúng đừng có giải đãi niệm Phật. Các cụ ơi, bây giờ các cụ cố gắng niệm Phật để làm chi? Khi lúc nào cận tử nghiệp các cụ niệm Phật về cực lạc. Các cô trẻ, các chú trẻ, các thầy, ai cũng là người siêng niệm Phật đi. Phật tử cũng vậy, siêng năng niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng gì sao không niệm? Ai mà không muốn tu phước tu duyên mà niệm Phật là phước sanh vô lượng, niệm Phật đi. Nói chuyện với người niệm một câu ai với đạo Phật chào người. Đi đâu ra đường cũng đeo máy niệm Phật. Quý vị coi chùa mình có người mắc là chiếc xe đưa quan tài đi, niệm Phật rinh rang cả đoạn đường. Bao nhiêu con người được gieo duyên. Nên cái phước duyên của người mắc trong chùa mình lớn, cực kỳ lớn. Lớn vậy lắm. Và chúng trong chùa mình phục vụ đại chúng tu niệm Phật đúng là đại công đại đức. Phục vụ người niệm Phật có thể một đời này họ đi giảng sanh làm Phật. Là quý vị đang phục vụ Phật rồi còn gì. Nên tất cả các cháu nhỏ vô chùa mình, các con phải biết cái công đức niệm Phật lớn vậy lắm. Đứa sợ ma niệm Phật hết sợ ma. Bằng đêm ngủ gặp thường ác mộng này kia niệm Phật từ từ hết. Đến nỗi cha mẹ chửi mắng đánh đập mình mà niệm Phật cha mẹ còn nghĩ chửi mắng đánh đập. Có đứa bé cha nó thường đánh nó vậy mà. Có một lần Nhà Đức chỉ đó là nhìn cha con đánh con cứ nhìn cha con niệm Phật. tự nhiên cha nó nghĩ đánh luôn. Rõ ràng cái công đức niệm Phật thù thắng dữ lắm, công năng niệm Phật không thể nghĩ bàn mà. Cái người mà ta gần chết mà ta chỉ nghe danh hiệu ai với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật như vậy thôi, mà khi người ta chết đi người ta không cầu sanh cực lạc gì, mà người ta cầu sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Thì quý vị biết cái công đức niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Nên mình được ở trong ngôi Tam Bảo tu như vậy, niệm Phật như vậy, mình nên trân quý, nhiệt tình mà niệm Phật. Đừng nên bỏ câu Phật hiệu. Đừng có nói tôi bận mà tôi không niệm Phật. Lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, bật lên, bật máy niệm Phật lên. Trong người mình nó giúp cho tế bào mình, cơ thể mình cũng tốt. Những đức tin 100% là như vậy, vì người ta thí nghiệm rõ ràng rồi. Nước có thể nghe danh hiệu thiện thì kết tinh tốt. Cơ thể chúng ta 70% là nước, 30% là thịt xương. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta nghe câu Phật hiệu, thường nghe câu Phật hiệu để trong người, vậy thì nước cơ thể mình sẽ tốt, thăng tướng mình sẽ tốt. Cứ để niệm Phật đi, sẽ thấy cái lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Cái công đức niệm Phật thù thắng lắm. Đừng có giải đãi, đừng có bê tha. Cái người ở trong chùa niệm Phật mà bê tha giải đãi, thế nào quý vị cũng ra khỏi chùa, chắc chắn quý vị luôn. Giải đãi bê tha là thế nào cũng ra khỏi chùa. Mà nghe gì mà còn không có tâm quyết, quý vị cũng không ở chùa được đâu, chắc chắn quý vị luôn. Tâm quyết cho cực kỳ mạnh, tâm quyết cho cực kỳ mạnh. Những đức nhắc nhở gì như đại chúng trong chùa, người Phật tử ai cũng siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, đừng có giải đãi. Giải đãi niệm Phật là quá dại khờ. Công đức niệm Phật thù thắng lắm. Giải đãi niệm Phật là quá dại khờ, nhớ nghe đó, phải nhớ đó. Nên nghe gì nó hừng hực cái tâm lên. Ngồi nghe gì thôi là mình đã ai vậy Đà Phật, ai vậy Đà Phật, ai vậy Đà Phật. Mình ngồi khi mình ngủ gà ai vậy Đà Phật, ai vậy Đà Phật, ai vậy Đà Phật, làm cho tỉnh lên. Ngồi đó ngậm cái miệng lại để ngủ làm chi, để mệt mỏi làm gì, niệm Phật lên để con người khí lực nó tràn đầy, con người nó hưng khởi tâm, nghe được pháp luôn. Trời ơi, có cách hết trơn quý vị ô. Đó, nên dũng mạnh tinh tấn niệm Phật lên. Đời này chúng ta nhất định với về cực lạc gặp nhau, hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc, nên phát nguyện cho mạnh, dũng mạnh tinh tấn. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Ai với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.